Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách tải extension và đặt hàng bằng extension trên web PPG Order. Đầu tiên các bạn đã sạch xuống. Các bạn click vào đây để tải công cụ. Bấm vào thêm. Khi thêm thành công thì sẽ có cái icon ở góc màn hình. Ở đây thì edition sẽ nhân giá bằng tiền Việt Nam đồng cho các bạn rồi. Thì chọn hiện thực đi chỗ này. Muốn mua tiếp thì hàng tiếp thì vẫn mặt tiếp tục mà muốn mở giỏ vẫn mở giỏ rồi sẽ tiếp tục mua hàng. Xong giờ các bạn vào giỏ hàng. Đấy, sẽ có các cái sản phẩm. Còn nay các bạn thêm là 4 shop, 5 sản phẩm. Các bạn muốn đặt tất cả các đơn hàng, các bạn bấm vào đây. Còn muốn đặt từng đơn một thì tích vào đặt. Đặt hàng. Cái sản phẩm nào mà dễ vỡ thì các bạn tích vào phần đóng gỗ. Thì DPG sẽ đóng gỗ cho các bạn để tránh dễ vỡ.